Âm thanh Huy Hoàng xin chào các bác nhé. Vâng, hôm nay rất hân hạnh được giới thiệu với các bác một cái mẫu loa gọi là đẳng cấp luôn của EB Pro. Đấy, một mẫu loa full bass 30. Đấy, các bác nhìn đây, hình thức bên ngoài của cái loa, đôi loa full EB Pro bass 30, một bass, một kèn. EB Pro thì các bác cũng biết rồi, có mặt trên thị trường cũng mấy năm rồi, là cũng chuyên thiên về những cái dòng loa cao cấp, là chất lượng và đặc biệt là những cái đôi loa dòng loa dạng gỗ tự nhiên để làm sao cho phù hợp với các bác trong nhà nội thất mà có đồ gỗ thì bày nó rất sang trọng. Bởi vì cái nhu cầu của dân, của người tiêu dùng bây giờ thì ngoài cái mục đích đích nghe nhạc ra thì chúng ta còn những đôi loa này nó còn những là vật trang trí trong nhà. Đấy, hàng ngày chúng ta ngắm nhìn nó, nhìn thấy đẹp, nghe hay thì cảm thấy nó tinh thần sẽ thoải mái. Đấy, chính vì thế mà hãng EB Pro là luôn luôn hiểu được cái tâm tư của những người chơi âm thanh và thường cho ra những cái dòng loa mà đẳng cấp, những cái dòng loa để phù hợp với những các bác mà ưa thích những đồ gỗ, nội thất đồ gỗ nhé. Đây một đôi loa full 30, một bát. Đấy, một bát neo. Đây là bát từ leo các bác nhé, bát từ leo. Hình thức bên ngoài của nó đây, các bác nhìn đây. Tất cả các vân gỗ này của nó là đều là vân gỗ tự nhiên nha các bác nhé. Vân tự nhiên luôn, gỗ tự nhiên. Đấy các bác nhìn đây này. Đấy, tất cả là đều là gỗ tự nhiên. Hoàn toàn là chất gỗ tự nhiên, trông nó nhìn rất sang trọng, bóng sang trọng và độ bền của nó rất cao. Đấy. Lưới của nó là hình ngôi sao. Lưới sơn bằng một lớp sơn chống rỉ luôn, dùng rất bền. Nó đây một cái tem của hãng EB Pro, dưới là một cái logo. Đấy. Trên này có một cái tem của hãng để chống hàng giả, có cái mã QR. Ở trên này thì các thiết kế các vít kè góc rất chắc chắn nha các bác nhá, chắc chắn. Và đây là hai cái lỗ vít này để các bác có thể treo lên được. Chiều theo chiều chuẩn đứng hoặc là treo theo chiều nghiêng ngang nằm ở trên cao được. Đấy, thiết kế rất hợp lý. Còn ở ngay dưới là có một cái lỗ chôn, lỗ lai để có thể các bác đặt lên trên những dòng nó súp chẳng hạn. Đấy, có cái lỗ đai thì các bác đặt lên. Đấy là hình thức bên ngoài của loa EB Pro. Cái model này của nó là model EB121 cho các bác nhé. Đấy, EB121 này. Đấy, một EB121. Loa này là loa nhập khẩu Đài Loan nhé các bác nhé, nhập khẩu Đài Loan. Có hai đường, một đường vào và một đường ra. Đường vào đây nó đánh trực tiếp cái dùng cút Mutrix và đồng thời có một cái đường ra này cũng là cái jack Mutrix để có thể là lai ra các loa khác. Đấy, rất thuận tiện. Loa này có trở kháng là 8 ohm, công suất 550W. Đấy, công suất rất khỏe. Các bác cũng biết rồi, riêng cái bát từ leo thì đặc biệt là cái lực đánh của nó là rất khỏe và tiếng lời của nó là nó rất sáng. Đấy, chính vì thế là khi mình để trong một cái phòng không gian có thể đôi này có thể dùng tới không gian tới 50-60m² có thể dùng được cho các bác nhé. Và đồng thời là khi hát karaoke là tiếng của nó là rất sáng, bởi vì cái từ leo này là nó lời với cái tiếng lời nó rất sáng và tiếng trống của nó cũng rất khỏe nha các bác nhé. Đấy, đây là một nội thất bên trong nó. Riêng bên em bán hàng tất cả các dòng loa thì các bác muốn đều công khai nội thất bên trong hết và đồng thời giá cả cũng là công khai cho các bác để các bác là sao lựa chọn cho nó dễ. Đấy, bên trong của nó là nội thất của nó đây là một cái chiếc bát 30 từ leo. Đấy, từ leo này các bác đây. Đấy, đây chiếc tem leo. Đấy, nhìn rất xịn luôn. Và đây bộ phân tần có cả những con đèn chống cháy. Phân tần là gồm 4 cuộn dây, những con trở, những con tụ, hàng đều là hàng cao cấp hết. Với một đôi loa này thì bên em đang chạy qua một con đẩy của EB Pro. Đấy, con đẩy EB Pro có mã số, có model là G8000 Pro. Đấy, một con đẩy này cũng của nó là rất cao cấp nhé, đủ có tính năng. Thì hôm khác em sẽ giới thiệu các bác kỹ về con đẩy này sau. Đấy, hôm nay thì em dùng qua một con đẩy và một con vang Gutin. Con vang Gutin này để chạy qua KM9FX. Đấy. Với đôi loa này thì bên hãng đợt này cũng đang có chương trình bán là cũng giá cũng rất khuyến mại cho các bác, bởi vì trong cái đợt này là cái mùa dịch là cũng hỗ trợ đến khách hàng và đồng thời cũng có cái giá rất tốt để cho các bác biết đến cái loa EB Pro. Với một đôi loa vân gỗ tự nhiên bát từ leo hiện giờ là bên Huy Hoàng đang bán với cái giá là 8.500.000 đồng, bao ship toàn quốc nha các bác nhé. 8.500.000 đồng bao ship toàn quốc, có thể tặng cho các bác là mấy mét dây, tầm khoảng dưới 10 mét dây, còn dây xịn cao cấp nhé các bác nhé, còn dây cao cấp này, đấy, có thể tặng các bác 10 mét dây đổ lại.
tại vì cái dây này nó cũng rất đắt tiền, đấy, cho nên là bên em có thể tặng được cho các bác 10 mét thôi, mà cũng chỉ như thế là có thể dùng được. Đấy, một đôi loa này các bác nhìn không, nếu mà kê trong một không gian trong nhà bác với những nội thất nó cao cấp thì đôi loa này nó tôn lên rất nhiều trong một cái phòng khách của các bác. Vì một đôi loa hình thức rất đẹp thì chất âm của nó thì hãng nó rất quan trọng đến cái chất âm, đặc biệt quan chất chất âm của nó thì hãng nó rất để ý đến chất âm. Thì sau đó em bây giờ đây em sẽ test thử cho các bác nghe cái chất âm của nó nhé, để các bác cảm nhận xem một đôi loa hình thức đẹp thế này và chất âm của nó có xứng đáng với một đôi loa và xứng đáng với một số với tầm tiền đó không. Đấy, các bác vừa được thưởng thức cái tiếng nhạc của một đôi loa EP Pro từ Leo. Và bây giờ đây thì em cũng thử qua cái tiếng bích của nó. Đấy, bởi vì vừa xong để cái tần số nó cao quá nên là cái loa nó rất gần, cái từ Leo nó rất khỏe nên là nó hơi rít. Đấy, tiếng bích của nó rất sáng nha các bác nhé. 1 2 5 6 7 1 2 3 5 6 7 Đấy, tiếng bích của nó rất sáng các bác ạ. 5 6 7 cho nên khi các bác hát karaoke là tiếng của nó rất sáng các bạn ạ. 5 6 7 Đấy, thì em vừa thử test qua tiếng nhạc và tiếng bích cho các bác thử cái chất lượng của một đôi loa này. Và các bác có nhu cầu sở hữu một đôi loa này thì hãy liên hệ với bên em theo cái số điện thoại và Zalo 0366 417 927. Bên em nhận ship hàng giao hàng toàn quốc nhé. Địa chỉ bên em là mặt đường 5, ngã tư Phố Lối, Mỹ Hào, Hưng Yên. Các bác mà ở gần đây hoặc có nhu cầu thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em để có thể nghe và kiểm tra chất lượng của những đôi loa này. Vâng, cũng rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau nhé.